Ơi. Gì hả? Sao quạo với anh vậy? Kiểu mà cứ làm có gì có lỗi á, là nịnh vậy đó. Anh có lỗi gì đâu. Thì bây giờ có chuyện gì em giận anh, chuyện gì em nói chứ. Sáng giờ em cứ làm lầm lì lì, em không nói ra sao anh biết được. Anh làm gì có lỗi anh không biết hả? Anh phải đợi tôi nói. Lỗi gì trời. Thì bây giờ vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì em cứ nói với nhau để anh biết, anh sai thì anh sửa. Đó là sự tôn trọng nhau. Chứ bây giờ em cứ im lặng cái em đòi em về nhà má em sao anh biết được đâu, anh đỡ. Tôn trọng không? Anh có tôn trọng tôi không? Anh tôn trọng em, xong tôn trọng. Anh tôn trọng tôi, nè. Ngồi im. Tôi hỏi anh là hôm qua anh đi đâu không về? Cả đêm anh đi không về. Tôi ngồi ở nhà tôi đợi anh kìa. Rồi bây giờ anh cũng không nói một tiếng xin lỗi luôn là sao? Anh nói em rồi mà, hôm qua là công ty của anh tăng ca, anh phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Nói em ngủ trước đừng có đợi anh, em nhớ không? Anh nói lúc nào? Anh có nói mà, chứ em quên á. Buông ra coi. Làm dữ vậy? Nè, anh đừng có vẽ chuyện. Từ hôm qua tới bây giờ anh không nói với tôi một tiếng nào hết, đi cả đêm không về. Em ơi, em làm gì quá đáng vậy em? Em vừa phải thôi, anh đã nói là anh bận tăng ca chứ phải anh đi chơi đâu. Bận thì phải nói một tiếng chứ. Anh có nói. Nói nào? Trời, anh nói tại không nhớ đó. Đừng có xạo, đừng có vẽ chuyện. Tôi không hề nghe một lời nào của anh hết. Trời, anh xạo em làm gì? Rõ ràng là không có nói. Anh không có tôn trọng tôi miếng nào hết trơn á. Em không tôn trọng á, anh có nói em không tin anh. Không có nói. Có nói. Em đi đâu vậy? Đi về nhà mẹ. Ôi, tự đi về là sao? Trời đất ơi, nó có coi tôi là má chồng không mà trời. Tôi đứng đây một đống này nè, mà nó đi đâu nó cũng không nói tôi tiếng. Vợ con quá đáng luôn đó. Ở nhà chồng á, mà tao nói vuốt mặt phải nể mũi. Dù sao hai đứa gây gỗ cũng phải nhớ có má chồng ở nhà chứ. Cãi lộn tay đôi vậy hà. Rồi nó ỉ nhà má nó kế bên đây nè, mỗi lần giận gì cái là te về. Về bên má nó nè, tôi nói rồi đó nghe. Con không có lỗi gì hết trơn nha. Má cấm con qua bển đó nghe, năn nỉ nó về nghe chưa. Nó đi là nó đi luôn nghe chưa. Nghe, không được qua bển nghe. Đó, mọi người thấy ai đúng ai sai? Bậy, hết sức là bậy. Mặc dù là tôi chưa có làm dâu mà tôi cũng không có con dâu. Nhưng theo tôi nghĩ là trong chuyện này là con Hạnh sai. Đúng, cô Bậy nói chính xác luôn. Cái chuyện nó rõ mồn một như vậy rồi. Bây giờ á, nó quên, nó đổ thừa chồng nó, tức là nó sai. Nó vậy mà không có biết lỗi hả? Nó te gì bên nhà, về nhà nó luôn. Trời, nhà tôi đuổi cái chùa đó, muốn đi không về vậy. Được rồi, quá trời. Sao tự nhiên câm họng hết vậy? Nhìn cái gì? Nè, chị xui. Chị nói gì ai câm họng? Tôi nói chị biết nghe. Chị phải dạy lại con dâu của tôi là con gái chị đó. Lấy chồng thì phải biết nhà chồng chứ phải là nhà chùa. Mà muốn đi là đi, muốn về là về nghe chưa? Đúng, tôi có dạy con tôi ha. Khi lấy chồng là phải theo chồng. Về nhà chồng, đúng không? Mà khi giận bên gia đình chồng là phải về nhà của mẹ đẻ. Mà khi về nhà mẹ đẻ rồi là không được đi đâu nữa hết. Trời ơi, mọi người có nghe không? Lấy chồng phải theo chồng mà bây giờ nói vậy. Đáng lẽ mình phải khuyên con mình có lỗi làm phải xin lỗi nhà chồng rồi về. Ai mà nói chuyện ngang ngược chị, ôi không thèm nói chuyện với người không biết điều. Nè bà Bảy, tôi hỏi nha, hồi nãy giờ đó có phải là bà biêu riêu, bà nói xấu con gái tôi hết trơn rồi phải không? Ôi cô Thục Trinh, sao cô biết hay vậy? Nãy giờ kể ha, xấu quắc luôn á. Cái chuyện mà bà kể là kệ bà không? Còn tôi sẽ kể cho mọi người nghe nè, coi ai đúng ai sai. Hạnh đúng phúc sai. Ê, tôi nghe cái gì vậy ta? Ngộ quá vậy. Hồi nãy tôi kể thì mọi người nói là con Hạnh nó sai, thằng con tôi nó đúng. Rồi bây giờ lại nói là thằng con trai tôi sai, con Hạnh đúng là sao? Là tại chị. Bà kể không hết. Bà kể nửa chừng à. Đúng rồi. Bà chỉ nói cái cảnh là thằng Phúc á, nó có sinh. Nhưng mà con Hạnh nó không nhớ. Thì cái bản đó là con Hạnh sai. Bây giờ á, coi như là kể chi tiết rõ ràng rồi. Ừ. Con Hạnh không có ở nhà thì thằng Phúc nó sinh nào. Nè mấy người nghĩ ngộ không? Nhà tôi có mấy người. Nhà tôi có mấy người. Có tôi với hai đứa con tôi. Đúng rồi. Đứa con dâu với thằng trai. Mà bây giờ con Hạnh không có ở nhà thì ai? Nó xin ai? Xin tôi. Gì? Ủa sao có Kiều đây nữa? Có em chứ. Chuyện sao? Chuyện gì? Chuyện là như vậy. Hồi hôm qua nhà em bể ống nước, không có đi toilet được. Qua nhờ đi nhà chị. Đó thì thằng Phúc nó mới thấy cục cặc trong toilet. Nó mới tính đâu là vợ nó. Nó mới xin. Nó nói là anh không có về nhà, anh lên công ty luôn để anh giải quyết công việc.
thì em đâu có biết là nó xin vợ nó, em tính là nó nói với em. Thì em đính thinh luôn đó. Còn nó thì nó nghĩ là vợ nó trong toilet nó xin vợ nó. Vậy là trong cái chuyện này con Hạnh cũng đúng, thằng Phúc cũng đúng, vậy là ai sai? Tôi sai. Em sai sao? Là tại vì em biết mà em không nói. Thôi tại bà nói chung là hiểu lầm hết ha. Hiểu lầm. Quá hiểu lầm luôn. Thôi bây giờ vậy đi, tôi phân giải vậy coi được không? Thì gia đình bên đàn trai thì đứng bên đây đi ha. Đây nè. Gia đình bên đàn gái thì đứng bên kia. Đâu. Nè. Còn mày đứng gia lại đi. Đình bên đàn gái qua bên đây, bên đàn trai qua đây luôn. Rồi thôi, hai vợ chồng tôi xử vậy được chưa? Ai vợ mày mày? Quên. Con mày lộn lắm mày nghe. Con lộn. Con xin lỗi. Rồi thôi giờ vậy đi ha. Đây. Ra đây. Mình đàn ông con trai mà mình quá bển mình xin lỗi lỗi vợ mình cái. Ê, khoan. Ê cái này tôi không được đâu. Thằng mày qua đây. Nói nó là ấy là hiểu lầm đúng không? Đúng. Nhưng mà trong cái vụ này nó đâu có lỗi mà tự nhiên bắt nó đàn ông đàn an mà tự nhiên qua xin lỗi. Con mà xin lỗi là con hạ mình như vậy là con không được. Là người ta nghĩ là mình là người có lỗi. Mình đâu có lỗi trong vụ này. Không qua được. Thôi, đúng cái gì? Giờ con làm vợ nè, nhường một bước đi. Con xin lỗi chồng con đi. Không có được. Trời đất ơi, con tôi cũng đâu có lỗi. Tự nhiên phải xin lỗi lần sau. Không có xin lỗi. Thôi, mày là đàn ông con trai mày phải hạ mình tí xíu. Hòa bình xin lỗi đi. Trời ơi, đâu có được. Nói gì đâu có được. Hạ mình là nó chứ nhận nó có lỗi mà nó đâu có lỗi đâu bắt nó hạ mình. Thôi mà bây giờ má ơi, bây giờ để con giải quyết cho má. Không được. Thôi được rồi, bây giờ mày làm vợ dượng bước qua xin lỗi đi. Con. Dạ không được. Cấm. Tôi cấm. Để đó con xin lỗi. Má cấm. Mày bước qua đi. Không. Tới cho má coi. Cho con qua đi má. Má cấm con qua. Trời kỳ thế, thôi bây giờ mày bước qua đi. Mày nhào qua cho tao coi. Tao cấm mày vô. Mày nhào qua tao cấm mày tới. Tao cấm mày bước qua. Không có cho nhào đâu. Tao kỳ ghê lắm. Nhào qua đi đây. Bắt người biết người đó à. Tôi bắt bà quá. Tao kỳ mày xấu gia đình rồi. Ai có lỗi tôi ra đó tôi. Để tôi bắt ngay. Bắt gì mấy người mới chen vô. Biết là mẹ liền ở không nè. Không phải là ở tại. Tôi chỉ nghĩ là gia đình người ta mà xíu cái mỏ vô là sao. Tôi xíu cái mỏ vô thôi mà. Cái gì? Đi theo cũng chịu rồi. Trời ơi, thằng Phúc đâu rồi? Đây, thằng Phúc đâu rồi? Phúc ơi, mở cửa ra. Mở cửa ra coi. Trời đất ơi, coi trời. Mở hai bà. Đang lo cãi nhau không mà bởi vậy. Thôi kệ nó đi, hai vợ chồng mình đi vô. Dạ bà nội mày. Đợi con đi vô không à?